Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe nha. Bây giờ khoảng 5 giờ 40 sáng nha các bạn. Hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2023, Vũ đang ra chỗ quán ăn từ thiện Ngọc Hiếu. Hôm nay Vũ giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn hàng tháng đến nhận đồ ăn chay 13, 14, 30, mùng 1 hàng tháng nha các bạn. Giờ Vũ xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi vô quán với Vũ nha. Thì lúc này tháng Tết rồi, trời say rồi các bạn, 5 giờ mấy sáng mà trời cũng chưa có sáng nữa các bạn. Hôm nay thì không khí rất là mát mẻ nha các bạn, sáng này chỉ có 24 độ thôi. Đến giờ mấy chị ở trong quán đang chuẩn bị. Này hôm nay ở quán phát bánh mì cho bà con nha các bạn. Hôm nay là bánh bánh mì thịt. Hai chị Phượng đang cắt bánh bánh mì. Chị Minh là đang vô dưa với rau thơm. Gói xuống gói hả? Đây là dưa cải chua, cải chua cái củ cải chua chứ. Đây là chả lụa, dưa leo. Cái thằng rể đứt ruột vậy, đầu nó gái cứ ngước nó hỏi mẹ này sao, thằng kia đưa quỳ thì nó ngồi, thằng kia lên nó xuống nó chết rồi. Thì bây giờ á tại vì không ngồi cái đi cút nha, thì ai quỳ ai ngồi nhưng mà mình cứ ngồi nó phải chờ người quỳ, mỗi người nhận hai ổ. Tao bị chết là đi đá tao còn ngồi dưới tao cút. Ông thần ông lên xuống tao đâu có chờ ông đâu, cái chừng mấy dịp sao tao mới chờ, bị không hợp chồng trước. Nè muốn chờ chờ một lần nữa bác mà bà nội ông nội chờ ông lộc em phải nó tới má chị phú trời á. Bà kêu chị giấy rồi cô độ có sơ gì cũng làm hoài mình cũng bị chung bà bỏ cho 500 ngàn cho mấy thằng nhạc rồi nó đánh hay đừng nói tới lâu mà đánh hay để lệ ba mời mấy thằng đó, ba nói mấy thằng đó, nói mấy thằng đánh nhạc đó. Vừa nào tôi tới cái chuyện đó, biết đó mới cho tiền luôn, bỏ cái bao thơ luôn, mà bưng rượu ba đó, ba mời đánh nhạc rồi tiền đó, đúng rồi đó, bây giờ vậy đó. Ai tới đám thì đứng cho họ mời, chơi cái phi luôn, bỏ tiền vô, vô hay luôn vậy, mua tiền nữa nghỉ. Thì sớm. Ví dụ nó đến 10 giờ ngủ thì cô cũng mở cái quán 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 cái cha mẹ có tiền á không cả được nhân tâm thiện giờ thì mới động nhất định. Dạ, từ ngoài vô ra nhưng mà nó kêu nó nói chuyện nó là cũng có người nó vậy anh con cố gắng lần đầu lần sau lần ba nó nói gì đó rồi lấy cái món tiền để nó cho nữa chứ không phải là vô nó chặt nó chém đi đó. Nhưng mà thằng người ta lấy đó giờ tiền nhiều rồi gia đình có đâu nó anh nó còn cho tiền lại mà nó nói mà phải lục phi phi mặc dù làm vậy nó phải lục đạo cố chớp thì cũng vô làm này tới đất kia cả. Nãy giờ em mới nãy em nói cô là bây giờ hổng đọc lắm hồi ỷ y y như bây giờ chú tám chín tám. Vừa mới cũng cụ dưới kia nó chứ mà chơi không đâu. Cậu nó cao bởi vậy. Mua nữa.
Còn chị ba bao nhiêu vậy quầy? 85 ngoài đây chút chỗ rồi. Ừ, mà cái đường lộ đó luôn hả? Dạ mấy mình trả tái á. Dạ vô nè. Tái á. Mà nó có chiếc không phải nằm mặt lộ mà nó có chiếc bồm. Cái là nhưng mà còn bây giờ thì nó có mưa nước vô coi. Ừ. Nó còn làm lộ nữa mà, nó còn làm lộ nữa. Như lộ lên đây nè. Dài nữa rồi mà dài hết chứ. Nhà bỏ đó đó thôi. Từ khung như vậy đang dễ làm thì muối bỏ vô. Muối bỏ vô vậy vừa kìa. Bây
cô ơi, hình như là qua đây nè mới đúng cô ơi. Qua đây nè, đưa em bỏ muối rồi bỏ mì đây cho em. Bỏ đánh ra muối dặn đó. Con bảo đảm với má luôn. Thẳng liền. Thẳng liền. Ông chà lấy coi ông chà. Bây giờ thế, lên đây còn ông Diện nè, bỏ thẳng cho tôi. Bỏ không phải ăn nữa à. Cho mấy bà này đứng đi. Đi dài tướng. Tại sao từ từ ta cướp kìa. Lại cướp đi sao cái đuôi cướp không? Nãy giờ tôi nói chuyện cắt ngang vô. Chuyện có liên quan tới công an, họ bắt em kéo em sợ bắt cô. Nhiều nha, muốn nha. Sao hồi nãy nhiều khi nó ba không banh ra là cô ngay đó, cái cô đối thừa mặn sao mặn. Ai đồ ăn thì chị được cho. À, mưa tết nó hơi đi du lịch Đà Lạt. Du lịch phải không? Du lịch phải không? Mát. Chị nói chị thầy để trước nè. Nó để sao? Tại về xuống tên kia ta cho mấy người cả nó cho đi. Còn mình ở đây mà cứ lấy 10 ổ, mấy bà ở đây không lại lấy. Ta từ nhà thờ ta đi. Từ nhà thờ ta muốn ta. Từ nhà thờ ta chạy xuống đây ta có mấy ổ mà còn này ở đây mà lấy 10 ổ không nói. Sợ đi ta không uống. Thôi thôi thôi, thông cảm chơi chứ gì. Mấy cái kia ta lấy về ta cũng cho vòng vòng cảnh á. Từ nhà thờ ta chạy xuống tới đây. Đúng rồi, từ nghiệp ta. Chắc ngộ. Dạ sớm. Gần 5 giờ chú.
giò anh. Ừ. Đi theo ngoài cũng được. Còn trẻ mà đâu đi nước giò. Hơn này sao chưa con? Rồi đủ rồi, đủ theo ngoài. Chú đợi chút xíu chú, mấy chị đang làm chú. Chào chị. Nhớ em không? Bữa em gặp chị ngoài cảng á. Sắt chả đừng có hói, từ từ dì Tư đang sắt dưa. Dì ở đâu bán vé số rồi dì? Dì ở đâu bán số ạ? Dì không nghe. Dì ở đâu? Hôm nay thấy gì mà không biết gì? Đạo Hòa Lộc hả? Dạ. Nhà ở khúc nào dì? Không nghe, không nghe. Cô giấu sang nó dạy trường nè. Dạ. Dạ tại con thấy dì mới đi bán hôm đó nay chừng mấy tháng rồi mà không biết nhà ở đâu. Có chồng ngay ấp 1 chỗ ông á. Dạ. Về Đại Hòa Lộc á. Gọi là bình
Dạ. Bị lãng tai không nghe. Ở đâu? Ở khúc nào? Dạ, ở khúc trà của hai cái gì đó. Hai cái ở trong mình lọt nè. Đã biết mà. Không phải về trái sao? Bán vé số còn gì này đi bán thuốc nam nè. Ôi ơi ơi ơi. Đó kiến rồi con, sửa kiến lại bé chị. Bé là đi học. Dục con. Con học lớp mấy rồi? Lớp 2 hả con? À. Sáng gì đưa bé đi học á. Dạ.
Dạ. Rồi xong hết rồi nha các bạn. Rồi Vũ phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ nha.